Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin nổi bật quý 4 năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy là năm 2021 đã qua đi với rất là nhiều biến động bởi vì dịch Covid-19. Vậy thì không biết là theo Khánh Linh, đâu là những khó khăn nhất mà chúng ta đã phải nếm trải trong năm vừa qua? Có lẽ thì đối với Khánh Linh thì việc khó khăn nhất đó chính là phải thích nghi với thời kỳ mà tất cả các hoạt động đều diễn ra bằng hình thức online. Nhưng mà Khánh Linh cũng thật sự biết ơn về điều đó, mỗi trở ngại đều giúp chúng ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Vâng, quả thật là như vậy thưa quý vị. Với tinh thần, nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã đi qua một năm 2021 với rất là nhiều thành tựu. Và để cùng nhìn lại 3 tháng cuối năm đáng nhớ này thì Julius Media xin đem đến những thông tin chính sau đây. Khai giảng năm học 2021-2022 và khóa đào tạo cử nhân QH2021-F1. Tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 2021. Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2021. Tổ chức chuỗi tọa đàm bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 7 sở giáo dục và đào tạo. Tổ chức các hoạt động thuộc UNC 2022. Khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện King Sejong Hà Nội 2. Tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến. Chung kết toàn quốc Olympic tiếng Anh chuyên E4US 2021. Hội thảo quốc tế giảng dạy tiếng Ả Rập trong thời đại mới. Thành lập nhiều cộng đồng chuyên môn tại ULIS. Học sinh, sinh viên ULIS giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi. Và sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 và khóa đào tạo cử nhân QH2021-F1 theo hình thức trực tuyến nhằm chào mừng năm học mới và chào đón hơn 1.600 tân sinh viên K55. Và trong chương trình cũng đã diễn ra rất nhiều hoạt động ra mắt ULIS Now, ứng dụng dành riêng cho sinh viên nhà trường. Ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 2021 theo hình thức trực tuyến. Trong kỳ thi này, nhà trường cũng đã tổ chức thi môn ngoại ngữ cho 1.263 thí sinh thi vào các chương trình đào tạo sau đại học trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả, có 164 tân học viên cao học và 3 tân nghiên cứu sinh trúng tuyển trở thành học viên của nhà trường. Các học viên đã nhập học và bắt đầu học từ ngày 18 tháng 12 năm nay. Diễn ra với hình thức trực tuyến, Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2021 đã được nhà trường tổ chức vào ngày 30 tháng 10 năm 2021 nhằm tạo cơ hội phát triển cho môi trường khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh. Hội thảo có phần trình bày của 3 báo cáo tại phiên toàn thể, 110 báo cáo và một tọa đàm trao đổi tại 12 tiểu ban song song, 2 tọa đàm tiền hội thảo với hơn 400 đại biểu tham dự. GIS 2021 ghi nhận là hội thảo thành công nhất cho các lần tổ chức cho tới nay. Ngày 24 và 31 tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức chuỗi tọa đàm bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên của 7 sở giáo dục và đào tạo Hải Dương, Yên Bái, Phú Thọ, Hưng Yên, Hòa Bình, Lạng Sơn và Hải Phòng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ về nâng cao năng lực sư phạm thuộc đề án ngoại ngữ quốc gia do nhà trường phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo thực hiện năm 2021. Trong quý 4 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức nhiều hoạt động nằm trong khuôn khổ hội thảo quốc gia, nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam, UNC 2021. Đó là các sự kiện hội thảo trực tuyến dạy tiếng Anh hiệu quả trong thời kỳ dạy học trực tuyến, tọa đàm, sự va chạm và dung hòa giữa văn hóa bản địa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc, hội thảo khoa học quốc tế giáo dục ngoại ngữ trong thời đại 4.0, hội thảo khai thác sách giáo khoa phổ thông mới, đường hướng giao tiếp lịch sự liên văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh. Những chương trình này đã cung cấp cho các đại biểu nhiều kiến thức bổ ích và tạo nên diễn đàn trao đổi, thảo luận sôi nổi. Ngày 1 tháng 11 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào cho lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy. Lớp có 106 học viên là cán bộ của công an các đơn vị địa phương tham gia và kéo dài từ 4 đến 5 tháng. Ngày 12 tháng 11 năm 2021 đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện King Sejong Hà Nội 2. Học viện King Sejong Hà Nội 2, tên trước đây là Trung tâm Sejong Hà Nội 2, được thành lập vào tháng 10 năm 2011, trực thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Tại buổi lễ, nhà trường đã tiếp nhận bằng khen của Đại sứ Hàn Quốc. Trong kỳ 4 năm 2021, nhà trường đã tổ chức nhiều hội nghị quan trọng như Hội nghị triển khai công tác đề án ngoại ngữ Ba Vì năm học 2021-2022,
Hội nghị tập huấn giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022, Hội nghị tổng kết công tác đoàn hội năm học 2020-2021 và triển khai hoạt động năm học 2021-2022, Hội nghị công tác giáo vụ và triển khai công tác học sinh sinh viên năm học 2021-2022, Hội nghị tổng kết chương trình đại sứ ULIS năm học 2021 và triển khai chương trình năm 2022. Mỗi chương trình đều là mỗi hoạt động quan trọng nhằm triển khai các công tác trong đoàn trường. Ngày 15 tháng 12 năm 2021, vòng chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình do đề án ngoại ngữ quốc gia giao cho nhà trường triển khai và tổ chức, diễn ra với hình thức trực tuyến, cuộc thi đã để lại được nhiều ấn tượng đặc biệt. Ngày 18 tháng 12 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế giảng dạy tiếng Ả Rập trong thời đại mới, nhân dịp kỷ niệm 25 năm giảng dạy tiếng Ả Rập tại Việt Nam 1996-2021 và Ngày Quốc tế tiếng Ả Rập 18 tháng 12. Hội thảo nhằm tạo cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam và Ả Rập được trình bày những nghiên cứu của mình về ngôn ngữ Ả Rập và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh hiện nay. Trong quý 4 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành hướng dẫn tạm thời về xây dựng cộng đồng chuyên môn. Sau đó đã có hơn 20 cộng đồng chuyên môn được thành lập. Nhà trường cũng đã tổ chức tọa đàm hướng đi nào cho sự phát triển bền vững của các cộng đồng chuyên môn ở Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội để thảo luận định hướng hoạt động cho các COP. Đây quả thực là một tin rất là đáng mừng và hy vọng rằng trong thời gian tới, những cộng đồng chuyên môn trên sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Tin cuối cùng cũng là một tin rất vui và trong quý này đã có rất nhiều học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia các cuộc thi và giành được giải thưởng như giải 3 chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2021, giải khuyến khích cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo VNU năm 2021, giải nhất và nhì khối đại học cuộc thi hùng biện tiếng Nhật Hose Cup lần thứ 7, giải 3 thành phố Hà Nội trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. Thật là một niềm tự hào và mong rằng học sinh, sinh viên của nhà trường sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai. Như vậy là bản tin nổi bật quý 4 năm 2021 đã khép lại. Nhân dịp năm mới, xin chúc các thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên, học viên, các quý đối tác sẽ dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm mới. Chúc mừng năm mới 2022!